Xin chào mọi người. Như các bạn có thể thấy thì bên cạnh mình chính là hai sản phẩm loa cột chuyên dụng đến từ InterEm, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Và ở đây thì mình có hai sản phẩm, đó là CU420F và CU440FO, một sản phẩm có công suất là 20W và một cái là 40W. Đây là hai sản phẩm của nhà InterEm được rất là nhiều người yêu thích và tin tưởng lựa chọn, bởi nó mang lại cái công suất phù hợp với nhiều không gian sử dụng khác nhau và nhiều nhu cầu khác nhau, như là chúng ta có thể sử dụng ở nhà xưởng, ở các tòa nhà lớn, ở các phòng hội nghị hội họp, và thậm chí là chúng ta có thể sử dụng ở những không gian công cộng như là sân bay hay là quảng trường. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng review chi tiết về hai sản phẩm này để xem chúng có gì thú vị nhé. Sản phẩm loa cột thì được trang bị rất là nhiều màng loa và cho ra nhiều đường tiếng, vì vậy mà cái khả năng vang dội âm thanh thì khả năng vượt trội hơn. Và đặc biệt là bass sâu với treble tích hợp sẽ giúp tăng khả năng truyền tải âm thanh trong không gian. Trước khi đi vào phần review chi tiết về từng sản phẩm thì mình sẽ có cái đánh giá chung cho hai sản phẩm loa cột này để các bạn có thể nhìn nhận và có cái đánh giá khách quan nhất nhé. Về thiết kế thì các bạn có thể thấy là rất là tinh tế và trang nhã, vì vậy chúng ta có thể kết hợp được trong nhiều không gian khác nhau. Về chất lượng âm thanh thì rất là trong, rõ ràng và có tính định hướng cao. Sản phẩm thì với độ nhạy âm thanh cao và với thiết kế đó là lưới kim loại cùng với vỏ chống cháy mang lại cái sự an toàn và độ bền cao cho sản phẩm. Và một điểm đặc biệt đó là hai sản phẩm này thì đều được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như và cái độ bền của sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết về hai sản phẩm loa cột này. Đầu tiên thì ở bên cạnh mình sẽ nói với các bạn trước về sản phẩm CU420F. Đây là một dòng loa cột phù hợp trong môi trường là không gian ở trong nhà. Và sản phẩm này thì được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc và đã được trải qua cái quá trình khảo sát KS Certificate, tức là cái chứng nhận kiểm tra loa của Hàn Quốc. Vì vậy mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm này. Và các bạn có thể thấy ở đây, hình dáng bên ngoài được thiết kế là bằng cái lưới tản nhiệt bằng kim loại và màu xám nhạt, rất là tinh tế và trang nhã đúng không? Và sản phẩm thì có trọng lượng khoảng 3,13 kg. Đối với dạng loa cột thì tương đối nhẹ, có thể dễ dàng di chuyển và lắp đặt. Thiết kế dựa trên người dùng để cài đặt nhanh với giá treo tường, có thể điều chỉnh hướng. Công tắc tay quay phổ biến, tiện dụng. Trình điều khiển toàn giải với chất lượng âm thanh đầu ra tốt, trong mà không bị méo tiếng hay rời rạc. Sản phẩm sử dụng máy biến áp phù hợp với chất lượng cao nên sản phẩm có thể hoạt động lâu dài, bền bỉ và an toàn. Với công suất 20W thì các bạn có thể lựa chọn sản phẩm này để lắp đặt cho các không gian như là các shop thời trang, các shop bán lẻ, phòng tập gym và một số các không gian khác, hoặc là các bạn dùng để trang trí cũng hoàn toàn được. Nếu như sản phẩm CU420F là một sự lựa chọn dành cho các không gian ở trong nhà thì sản phẩm CU440FO chính là một sự lựa chọn tuyệt vời để cho các không gian ở ngoài trời và các không gian công cộng lớn hơn. Như các bạn có thể thấy thì cái thiết kế của sản phẩm này được sơn một màu titanium, màu nâu nhạt, rất là trang nhã, rất là tinh tế. Và thiết kế của sản phẩm thì rất là đơn giản với các góc cạnh và được bao tròn. Trọng lượng của sản phẩm khoảng 4,7 kg, tạo được sự chắc chắn và cố định tại nhiều nơi lắp đặt sản phẩm. Công suất lên tới 40W, hoạt động bền bỉ và mạnh mẽ trong nhiều giờ liền. Sản phẩm được ứng dụng các thiết bị bền đẹp với chất lượng hàng đầu, cho chất lượng âm thanh đỉnh cao, có chiều sâu và hiệu suất tái tạo âm thanh tốt. Các bạn hoàn toàn có thể lắp đặt dễ dàng và điều chỉnh hướng với giá đỡ tiện lợi. Với công suất lên tới 40W cùng với khả năng chống ẩm ướt và chống bụi cao thì đây là một sản phẩm hoàn toàn phù hợp để các bạn lắp đặt trong các không gian ở ngoài trời và rộng lớn như là các quán cà phê sân vườn hay là các không gian như là các quảng trường hoặc thậm chí là cả sân bay. Với hai sản phẩm loa cột này thì mình hy vọng là đã mang được những thông tin bổ ích tới cho các bạn trong việc là chúng ta đang cân nhắc lựa chọn một dòng sản phẩm loa cho không gian và nhu cầu của mình. Vừa rồi là những thông tin mà mình chia sẻ tới các bạn về các dòng loa của nhà InterEm, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Hy vọng là đây sẽ là một trong những lựa chọn các bạn sẽ mang về không gian của mình. Nếu như các bạn còn có thắc mắc gì về thông số kỹ thuật của sản phẩm, hãy liên hệ tới số hotline 0904 57 58 56. Và để đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.